Xin chào anh em. Để tri ân đến những khách hàng đã ủng hộ DevShop trong suốt thời gian vừa qua, thì ngay khi các anh em mua các sản phẩm Zippo của DevShop sẽ được tặng ngay một chiếc móc khóa đựng xăng dự trữ anh em nhé. Đó. Rất phù hợp cho các bác hay đi đường xa, đi đường dài mà ngại mang xăng, mãi mang bình xăng theo. Đấy. Vừa gọn gàng mà lại rất là đẹp, lại còn tiện dụng nữa. Đấy, khi anh em mua các sản phẩm Zippo của DevShop sẽ tặng ngay một chiếc móc khóa bình xăng dự trữ này anh em nhé. Nhanh tay lên anh em nhé, số lượng chỉ có hạn thôi, cho 10 anh em đầu tiên thôi. Anh em nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới nhá. Xin chào anh em.